Ngọn lửa đỏ rực bao trùm một nhà kho rộng hơn 2.000 m2 ở thành phố Hồ Chí Minh, đe dọa sự an toàn của 15.000 m2 các nhà kho lân cận và trường học kế bên. Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 11, khói lửa bốc lên từ dãy nhà kho thứ 3 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đức Thành, nằm trong hẻm trên đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong ba nhà kho mà đơn vị cho thuê kho bãi có tổng diện tích hơn 17.000 m2. Người dân xung quanh cùng nhân viên nhà xưởng cố gắng dập lửa, song bất thành. Đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ vài km. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường, tiếp cận dập lửa từ nhiều phía, phun nước vào đám cháy. Hai xuồng tàu của lực lượng trên sông cũng được huy động dập lửa. Do sức nóng tỏa ra từ đám cháy kèm khói mù mịt khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, phòng PC07 còn điều động tàu ST115 lấy nước từ sông Sài Gòn đưa vào bên trong để phục vụ chữa cháy. Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy, ngăn lửa lan rộng sang khu vực xung quanh. Bước đầu xác định nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như thiết bị văn phòng, máy tính, thiết bị điện tử, bánh kẹo, nước đóng chai các loại, thùng cắt tông nên lửa càng bùng lên dữ dội thiêu rụi khoảng 2.000 m2 của nhà kho thứ 3. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người và bảo vệ hai kho lân cận với diện tích khoảng 15.000 m2 và trường học kế bên. Nguyên nhân và thiệt hại đang được công an điều tra làm rõ. Tin vào lời hứa của chủ đầu tư là sẽ làm sổ hồng đồng sở hữu cho cư dân khi bán hết các căn hộ. 46 gia đình tại tòa chung cư mini số 11, ngách 28, ngõ 29, Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh, cũng chính là ông chủ của tòa nhà mới xảy ra vụ cháy khiến 56 người chết tại Khương Hạ mới đây, đã sống 7 năm trong lo âu chờ đợi mà chưa một lần thực sự được sở hữu căn nhà. Thời điểm mua nhà, các hộ dân được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh cho xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng. Có hộ dân biết nhà xây vượt tầng nhưng vì chủ đầu tư hứa hẹn sẽ sớm làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thường được gọi là sổ hồng đồng sở hữu ngay sau khi bán hết các căn hộ, và cũng vì cần có chỗ ở ngay nên đã đồng ý mua căn hộ. Hiện nay, sổ đỏ của tòa nhà do ông Nghiêm Quang Minh nắm giữ. Ông Minh cũng bị tạm giam trong vụ cháy chung cư ở Khương Hạ khiến 56 người chết. Một hộ dân tỏ ra lo lắng, bỏ gần 1 tỷ đồng ra mua nhà mà gần chục năm chẳng có giấy tờ gì trong tay, tôi cảm tưởng như mình đang đi ở nhờ vậy. Không chỉ quan ngại về quyền sở hữu căn nhà, nỗi lo lớn nhất của các hộ dân là an toàn phòng cháy chữa cháy. Tòa nhà không được lắp thang thoát hiểm, nhiều thiết bị phòng cháy chữa cháy đã lâu năm không được sử dụng, hỏng hóc xuống cấp. Theo thống kê hiện nay, tại Hà Nội có khoảng 2.000 tòa chung cư mini với hàng vạn căn hộ. Việc mua bán vẫn diễn ra sôi động tấp nập hàng ngày. Các tòa chung cư mini tồn tại rất nhiều vi phạm như xây vượt tầng, sai phép, bán nhà khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, vẫn yên ổn hoạt động nhiều năm. Để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người dân sống tại các tòa chung cư mini, việc làm rõ sai phạm của các chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan là cần thiết. Cùng với đó, việc trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy thoát hiểm cho các tòa nhà, tập huấn cho cư dân là vô cùng quan trọng, tránh để những vụ việc thương tâm gây hậu quả nghiêm trọng có cơ hội tái diễn. Tài xế lái xe ô tô con lùi với tốc độ cao trên quốc lộ nhằm trốn tránh việc kiểm tra của cảnh sát giao thông. Cụ thể, vào khoảng 13:03 trên quốc lộ 18, đoạn thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát hiện ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota màu trắng có biểu hiện nghi vấn nên vẫy vào làn để kiểm tra. Khi gần đến vị trí vào làn kiểm soát, tài xế bất ngờ đánh lái ra làn ngoài cùng. Do phía trước có nhiều xe ô tô nên tài xế này lái xe đi lùi để trốn tránh sự kiểm tra, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác và lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng Quảng Ninh sau đó tổ chức truy tìm và dừng chiếc xe trên nhưng không thành. Đến 17 giờ 15 cùng ngày, tổ công tác mới bắt giữ được tài xế khi người này đang bỏ chạy sang Hải Phòng. Công an đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này, kết quả âm tính. Danh tính tài xế được xác định là Vạn Đức Trọng, sinh năm 1990, ở khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh của thân nhân thanh niên 18 tuổi sau khi mổ mắt cận loạn thị tại bệnh viện mắt Sài Gòn 2 được 11 ngày thì thị lực của mắt phải giảm xuống còn 2/10. Theo báo cáo của bệnh viện mắt Sài Gòn 2, bệnh nhân trên nhập viện ngày 10 tháng 4 với chẩn đoán cận loạn thị hai mắt. Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật femtolasic cho cả hai mắt. Ngày 11 tháng 4, bệnh nhân trên được xuất viện với kết quả thị lực hai mắt đều đạt 9/10. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 4, bệnh nhân tái khám
và được chẩn đoán thị lực mắt phải giảm xuống còn 2/10. Bệnh viện mắt Sài Gòn 2 đã thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá về việc điều trị cho bệnh nhân. Kết luận của hội đồng cho thấy các bước khám chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật, trong phẫu thuật là đúng quy trình. Bệnh viện này cũng đã gửi thư phản hồi đơn kiến nghị của thân nhân bệnh nhân. Hiện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xem xét giải quyết đối với đơn của thân nhân bệnh nhân theo đúng quy định của pháp luật.